Đem đồ của mình lên xe chị đem ơi. Vẫn thì vẫn đương đơn rồi không? Trong 200 phiếu. Ba mất phiếu chỗ nào? Mất phiếu có tên được, có tên. Nhất ký không? Đi mất phiếu. Trần Thị Vân. Có tên không? Mất phiếu. Trong danh sách 200 đấy. Tô nào đâu tìm xem cái tên trong này. Đừng sớm, đừng sớm. Tên phải... Đây. Mất phiếu nhé. Đây có đúng không? Trong 200 xuất. Đừng bây giờ thì đoàn của tất cả chúng tôi đã trao xong quà ở điểm đầu tiên ở xã Phù Hóa của huyện Quảng Trạch. Bây giờ chúng tôi lên đường và 12 giờ trưa rồi, nắng nóng lắm. Và cuối tuần chắc là ở Sài Gòn mọi người vui vẻ và có thời gian nghỉ ngơi đúng không ạ? Ngoài này nắng nóng, mọi người sẽ nghĩ đi là lũ lụt mà tại sao không có thấy mưa, nhưng mà trời khô ráo rồi và người dân từ trong nhà ở rất là xa phải đi ra ngoài cái điểm tập trung để mà nhận quà. Đây trên xe thì mọi người đã lên xe để di chuyển sang điểm thứ hai rồi. Có chị Thu Minh, có Trang Pháp, có chị Lâm Anh, có anh Khoa, có các bạn đi theo làm tình nguyện viên rồi. Nói cho mấy thánh nào mà cứ cầm chưa? Quay live stream. Đây đây đây. Rồi. Đẹp quá. Nói cho mấy thánh nào mà cứ bảo rằng là đi làm từ thiện sao phải live stream hoặc là phải coi như là quay kiếc hay là gì đấy. Tiền từ thiện á, đơn giản lắm. Nhiều người quyên góp lắm, biết không? Uy tín cái mặt của mình nữa nhá, là mình cầm bao nhiêu tiền của bao nhiêu người, tổng số bao nhiêu là mình phải cho mọi người biết mình đang làm cái gì, minh bạch rõ ràng, thấy uy tín về sau mình mới làm được, mình mới kêu gọi được mọi người nữa, đúng không? Với cái nữa rằng là những cái việc làm tốt đẹp thì nên được truyền tải và nên được nhân rộng ra để cho mọi người ai cũng có cái cảm xúc, để ai cũng cảm thấy rằng là mình muốn làm việc thiện nhá. Còn bạn nào mà ở nhà mà cứ ngồi trên bàn phím không làm gì hết cả, xong rồi cứ nói vớ nói vẩn, bullshit, loser. Nào Trang nói đi, thấy đâu anh Phan Anh hả, rồi chị Kỳ Duyên hả, chị Việt Hương đó, rất là nhiều người chúng ta làm từ thiện đúng không, chúng ta tiếp sức cho nhau, nhưng mà có những cái bài viết rất là buồn đúng không Trang hả? Sao? Hôm qua rồi em cũng có thời gian lướt Facebook thì tại vì mình sắp đi từ thiện mà mình thấy nhiều người share Facebook của mình chương trình từ thiện, mình thấy vui lắm, nhưng mà xuống đọc những cái comment thì thực sự mình thực sự mình cảm thấy rất là buồn, bởi vì là mọi người đang sống quá có một số bộ phận các bạn đang sống quá là tiêu cực. Và các bạn nhìn đâu cũng thấy cái sự tiêu cực cả, giống như là phải tìm kiếm bới lông tìm vết ra để thấy có một cái sự gì. Đơn giản thôi, bây giờ nếu mà các bạn ở nhà các bạn không làm gì cả thì các bạn dễ nghĩ đến những điều tiêu cực lắm. Các bạn cứ ít thì nhiều. Nói nghe nào, không nhất thiết là phải có tiền đâu. Thực sự á, mà mình chung sức vào một cái hội đoàn nào đó
là mình góp cái sức mình thôi, như thế cũng là rất là quý rồi. Và từ thiện là từ tâm, cho nên rằng là đã gọi là có tâm thì cái đó là một điều đáng quý và đáng trân trọng nhé. Chứ không nhất thiết là cứ phải cân đo rằng là ai đóng góp nhiều hơn ai đâu nhé. Sáng nay Phan Anh đọc một cái bài viết nói là một cái tờ báo chính thống hả? Một cái bay của một đơn vị chính thống hả? Như là Thanh Niên Việt Nam hả? Xong rồi là nói là so sánh là tại sao có những người đóng góp được nhiều hơn anh Phan Anh hoặc là có những chuyện 300 tỷ. Đúng rồi. Nhưng mà họ thật sự rằng là cái so sánh không, cái so sánh đấy là cái so sánh khập khiễng. Tại vì thật sự á, có những vị mà coi như là tiền tỷ, rất là nhiều tiền, thì cái chuyện đó là một cái chuyện mà mọi người vẫn hay làm, và cái đó là một cái điều mà ai cũng trân trọng cái điều đó. Nhưng mà một người mà người ta không phải là giàu có gì ghê gớm, tức là cái vấn đề ở đây là không phải là bạn giàu bao nhiêu và bạn cho được bao nhiêu, mà là bạn có bao nhiêu và bạn cho được bao nhiêu. À, ví dụ như bạn có 10 và bạn dám cho 5-6 thì cái đó mà là một người bình thường, một người nghệ sĩ thôi, thì đó là một cái hình ảnh mà đẹp mà tất cả mọi người đều cảm thấy là yêu mến. Thì có chuyện cái là ví dụ như là có anh Phan Anh còn bị nói rằng là tại sao những người như có tiền có 500 triệu thì cầm loa, còn người không có 500 triệu thì nó xuống, kia hành động của ai cũng đáng đi trân trọng hết, và không thể nào mình so sánh như thế được. Mỗi người ta có một cái, mỗi người đều có một vị trí, một trách nhiệm và một cái năng lực khác nhau, đúng không? Có nhiều người á, cái năng lực của họ là cầm loa, có nhiều người năng lực của họ là khiêng vác và coi như là chạy, coi như là không, cứu hộ cũng là một nghề mà phải có sự đào tạo. Đó cho nên rằng là xuống cứu hộ mà cứu hộ. Nhưng mà có đôi lúc nếu mà được đổi ngược lại tình thế thì cái người mà đấy phải chạy tới chạy lui cầm loa thì họ lại không kêu gọi, họ lại không làm sôi đổi không khí, và họ không có thể nào mà tổ chức và vận động giúp cho mọi người rồi. Trong những cái tình thế như thế này mỗi người đều có một cái sứ mạng riêng của mình, và cái trách nhiệm cũng như rằng là một cái thế mạnh của mình, đúng không? Thì phải đặt tất cả mọi người vào cái thế mạnh của mình. Anh Tước là Facebook Việt Nam, đại diện của Facebook Việt Nam ở quốc tế nè. Anh Tước đang coi nè, là chị Trung Minh say hi anh Tước, em mới giới thiệu về anh Tước. Anh Tước là đại diện của Facebook đó, bất cứ cần việc gì là anh Tước lại giúp đỡ. Hello. Bây giờ đang trên đường đi đến điểm thứ hai, và ngày hôm nay là bốn điểm nha các bạn. Thông qua đây là cũng nói luôn là tất cả những số tiền mà Minh và Khoa các bạn quyên góp được trong những ngày hôm nay á, thì hôm nay là mình đưa đến mỗi một phần quà, là trong mỗi một cái túi quà là có 15 vật phẩm thức ăn nhé, như là sữa đặc có đường này, rồi cá khô này, ruốc này, rồi bột ngọt này, dầu ăn này, nước mắm nước tương này, xà bông Lifebuoy để rửa tay này, rồi khoan từ cái đấy còn chưa nói này, từ trong rồi xong còn gì nữa nhỉ? Bánh ngọt nữa. Nói chung là đây anh Khoa, cậu này có rảnh lắm, tôi lên cái đi chợ gì đó, tôi nghĩ là rất là nhiều nhỏ cho sống với lũ rồi, tôi nghĩ là nhà tôi thiếu gì là tôi sẽ nghĩ là người cái đó. Cho nên là cái đó là mới chỉ là một túi thôi, rồi sau đó là một thùng bì, rồi là 5 kg gạo, rồi mỗi người một bao thư 200.000, với cả tập vở để cho các em nhà gia đình có em nhỏ là có tập vở để có thể là quay trở lại với việc học của mình ngay. Nói chung là mọi thứ nó hơi bị lắt nhắt một chút xíu, nhưng mà mọi người ở đây là ai cũng khiêng vác nhưng mà rất là vui vẻ. Hai đi sai Huỳnh Kim Cương, Sai Đức Duy chào cô Minh kìa. Hello, thôi đừng gặp bằng cô. Hay gọi bằng chị thôi. Nếu có thể cũng gọi. Chị đi. Hay gọi bằng chế đi. Giờ sợ kêu bằng cô bác gì lắm nhỉ? Thôi, mình không biết làm tiền mới đâu. Cho cái quỹ thương vị miền Trung của mình vừa rồi á, mình chỉ có một ngày đúng không, để dăng băng rôn quảng cáo thôi, mà nhờ anh Lâm ở phòng trà Đồng Giao đã hỗ trợ địa điểm rất là nhiều, mà đã vận động như thế đó. Rồi em thấy có bạn bè chị đã đăng, cảm ơn mọi đúng người rồi, đã đăng lên trên Facebook rồi đó, nhưng mà qua đây cũng cảm ơn một lần nữa nha, cảm ơn những người bạn của Trung Minh nè, như cũng là bạn My nè, bé My nè. Cô Phượng nè, rồi chị Phương nè, chị Phương Thuận Phương nè, chị Lan nè, rồi
Dương Khắc Linh nè, trang pháp này đi rồi không kể đâu. Mình trong đoàn kể gì nữa bà. Mình là ban tổ chức rồi mình không có kể. Chị Mỹ Hạnh, chị Mỹ Hạnh nè, rồi ai nữa? Anh Thành Lộc nè, trời ơi anh Thành Lộc nha, rồi đặc biệt anh Thành Lộc rất là nhiệt tình, trời ơi đang đi làm mà coi như mưa một cái hợp đồng phim của anh mà anh chạy tới anh đưa luôn, anh đưa tiền tươi luôn, anh không hề có một cái chút gì là gọi là suy nghĩ gì hết trơn á. Rồi ai nữa? À fan club của Minh đấy nha. Đặc biệt cái số tiền fan club của Minh với cả chị Nga Rau Câu rồi ai nữa nè, bạn bè của Pao Pao, bạn bè của Pao Pao nữa nè. Gia đình gấu hay nghe đồn có gia đình gấu các bạn hả? Gia đình gấu fan FC Hà Nội. Gấu hả chị? Hà Nội và FC của Thành phố Hồ Chí Minh nè. Rồi là số tiền đó là 39 triệu mấy trăm đó. Em nghe bảo nó là riêng 40 nha. Là riêng nha. Chưa có tính vô cái 700 triệu đó. Thì cái số tiền sau khi mình trao cho bốn xã. Cái tổng số tiền là 700 triệu rồi thì mình vẫn còn ngày mai mình còn đi thêm một xã nữa là tất cả là 5 xã mà nghe nói rằng là xã này á là tự nhiên là ngoài cái sự trong, tổ chức trong kế hoạch bởi vì nhận được tin rằng là xã này là có những cái gia đình mà có nhiều em bé mà bị mồ côi cha mẹ bị nước lũ cuốn đi cho nên rằng là ngày mai tức tốc trước khi sáng sớm là về lại Sài Gòn là phải đi cái xã này mà xã này đi là phải đi qua đò và cái số tiền của fan club ba mấy triệu này là thì sẽ sử dụng cho bên chỗ xã này nhá. Ngày mai mọi người sẽ cập nhật cho mọi người biết để mọi người biết rằng là cái tấm lòng của mọi người á là đến được tận tay nhá, đến được tận tay mình chỉ là những người đại diện thôi. Mình chỉ là những người đại diện đóng góp sức lực và chút tiền mọn thế thôi. Rồi cái gì Lâm Anh đi. Xin hai. Sao nào? Cô bé nói gì đi cô bé nào? Tuần đầu đi trực tế này thế nào? Cũng cảm ơn luôn chị Lâm Anh là quyết định luôn ra đây không biết nghĩ sao á, đóng góp luôn 12 triệu cộng vào nha chị Minh nhá. À cộng vào nữa. Lấy tiền mặt luôn, lấy tiền tươi luôn. Vậy là mình có tiền nữa. Đâu em xin hai nói vài cái đi. Sao? Là cái tập này để không đủ nè chị Lâm. Bao cho thêm. Chào mọi người. Nãy giờ có nghe chị Minh nói bao nhiêu luôn rồi. Những gì chị Minh muốn nói cũng là những gì mình muốn nói. Sao ra đây thấy sao? Thế là thực tế đứng phát quà gặp bà con cũng sao? Thầy quà chị nói. Ok thì sẽ được thế. Ở Facebook anh hả? Ừ. Nói đi xem sao. Lần đầu Diệp Anh đến với miền Trung vậy mà có một cái dịp đi thực tế thế mà thăm gặp và trao quà tận tay của người dân miền Trung thì cũng thấy làm sao? Nói chung là thấy thương bà con nhiều lắm mà cũng chỉ đi được ngày hôm nay thôi, chỉ đi được ngày hôm nay còn thấy là đến cũng rất là nhiều đoàn cứu trợ đến nhưng mà ở đây thì riêng một thôn riêng một xã ngày hôm nay thôi là ta rất nói là có 3.800 hộ, 3.800 hộ là sáu thôn luôn, rất là nhiều và khi mà mình đi thì mình mới biết được, mới thấy được. Rồi giờ đi qua điểm 2 ha. Cảm ơn mấy người bạn ở châu Âu ở Leipzig, cảm ơn Mai đã đứng ra vận động để mà thu một số tiền lớn về cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Giờ chắc chắn có biết cái nỗi lo của mọi người nhưng mà chúng tôi sẽ đem đến những cái điều đó vì chúng tôi sẽ quy ra tiền chúng tôi mới mua những cái phần quà, chuẩn bị những cái phần lương khô như vậy và kèm theo cái tiền mặt nữa thì sẽ được chia rất là nhiều. Thậm chí trên con đường chúng tôi đang đi thì anh Khoa nhận được rất là nhiều những tin nhắn chuyển khoản nè hoặc là thông báo là muốn hỗ trợ vân vân. Em cảm ơn chị Liên ở Úc nữa, cho nên là mỗi một phần mọi người đóng góp là có thể chia ra được rất là nhiều, thêm cho cộng thêm sức mạnh và thêm cái số lượng hộ gia đình chúng tôi có thể quyên góp trong cái chuyến đi của chúng tôi cấp bách. Vì có rất là nhiều trường hợp chúng tôi đang đi thì nhận được cuộc gọi để mà xin được hỗ trợ và chúng tôi mong muốn rằng là cái điều đó có thể đem được đến cho tất cả mọi người ở cái nơi mà chúng tôi đến trong những ngày này. Bây giờ thì chúng tôi đang đến điểm thứ hai là sau xã Phù Hóa, cảm ơn Trang, là đến xã Cảnh Hóa cũng là thuộc huyện Quảng Trạch luôn. Bây giờ thì bên đó đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn và người dân đang chờ rồi, cho nên tôi qua đó chúng tôi sẽ livestream tiếp. Thời gian ăn cơm nha mọi người. Dạ. Mình không có thời gian ăn cơm cho nên là ăn tạm đỡ bay mấy cái mực khô kiếp snack nếp này mua từ hôm qua đó. Bánh mì ở dưới ăn qua không có bánh mì không? Mình mua đấy. À lấy cái bánh mì là mình ăn đi. Còn không?
Nhìn em ơi. Không, bánh bánh ngọt á, lẩu là bánh ngọt á. Có bánh ngọt còn mà. Có gì? Bánh trứng. Bánh trứng bánh à bánh bông lan á cho nó đi. Hồi nãy không ngon không? Có. Có. Nó thấy không? Vậy là 2 ngày rồi chưa được ăn cơm. Vừa vô đi này.